Angelina Jolie thất hứa đưa Bastien về Việt Nam vì sợ mẹ ruột đòi lại con, phơi bày sự thật đằng sau. Bastien hiện đã trưởng thành và đang ngày càng tự lập trên con đường sự nghiệp. Thế nhưng chàng trai gốc Việt hiện vẫn chưa được mẹ nuôi thực hiện lời hứa cho quay lại quê hương Việt Nam. Bastien tên thật là Phạm Quang Sáng, sinh năm 2003. Cậu bé được nuôi dạy tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình từ khi lọt lòng chưa đến năm 3 tuổi. Tháng 3, 2003, Angelina Jolie và Brad Pitt nhận Bast làm con nuôi. Tờ Mirror của anh cho biết thời điểm nhận nuôi, Angelina đã hứa tôi sẽ sớm đưa Bastien quay lại, nhưng đội diễn viên đến nay vẫn không thực hiện lời nói này. Năm 2011, Angelina và Brad đưa gia đình đến Việt Nam. Tuy nhiên, họ chỉ dành thời gian nghỉ ngơi ngắn ngày ở thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo, không đến thăm trung tâm và cũng không có sự xuất hiện của Bastien. Phóng viên Mirror đã liên lạc với nhân viên của trung tâm bảo trợ, cô Nguyễn Kim Xuyến. Cô xác nhận chưa bao giờ biết thông tin Angelina Jolie trở lại Việt Nam. Cô chia sẻ tập thể cán bộ trung tâm mong muốn được gặp lại ngôi sao nổi tiếng cùng cậu bé Quang Sáng. Một lý do khác cũng được cho là khiến Angelina sợ đưa Bastien về Việt Nam, đó chính là việc lo ngại mẹ ruột đòi lại con. Sau khi Bastien, mẹ ruột cậu bỏ đi, ông bà ngoại không nuôi nổi, nên Bastien được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Do sinh non và không được chăm sóc đầy đủ, cậu bé bị suy dinh dưỡng nặng, mắc các bệnh ngoài da và một số bệnh khác. Phép màu của cuộc đời, Bastien xuất hiện khi Angelina Jolie đến trại trẻ mồ côi, nơi cậu từng sống để nhận con nuôi. Trong nhiều đứa trẻ, cặp đôi có ấn tượng đặc biệt với Bastien. Bé là người duy nhất sợ hãi, dè dặt nép ở một góc phòng mà không dám chạy ra xin bánh kẹo như các bạn. Sau đó, Bastien chính là đứa trẻ được cặp đôi Angelina Jolie và Brad Pitt lựa chọn. Cũng chính từ đây, đời cậu bé mồ côi bước sang một trang mới. Được biết, bức ảnh đầu tiên của cậu quý tử gốc Việt khi sang Mỹ từng được bán với giá độc quyền 7 triệu đô la Mỹ cho tờ People. Có một thời điểm, truyền thông nước ngoài đưa tin cho biết hiện tại, ngoài giải quyết ly hôn, Angelina Jolie và Brad Pitt còn phải đối mặt vấn đề mới liên quan tới con nuôi người Việt Nam, Bastien. Theo nguồn tin, mẹ đẻ của cậu mong muốn được tái hợp con trai. Angelina Jolie được cho là ám ảnh và sống trong ác mộng mỗi khi nghĩ đến việc Bastien bị đòi lại. Đây quả là ác mộng đối với Brad và Angie. Họ lo lắng điều này nhiều năm qua, rằng một ngày cha mẹ đẻ của Maddox, Bas và Sahara đòi lại những đứa trẻ của họ, một nguồn tin nói trên tạp chí. Tuy nhiên, chị Phạm Thu Dung, mẹ ruột Bastien, sau đó khẳng định cả gia đình luôn dõi theo cuộc sống của Bastien và không bao giờ có ý định đòi lại cậu bé. Trong quá khứ, mẹ ruột Bastien là người sống ăn chơi, là dân anh chị, thường xuyên tụ tập đánh lộn và sa đọa vào chất cấm. Quá khứ của mẹ ruột Bastien cũng được cho là nguyên nhân khiến Angelina Jolie phân vân trong việc giao quyền thừa kế. Dù vậy, Angelina Jolie đến nay vẫn chưa từng một lần lên tiếng về thông tin thừa kế tài sản mà truyền thông đăng tải. Bastien năm nay đã là thiếu niên 19 tuổi sau khi Angelina và Brad ly hôn từ tháng 9. 6 người con hiện sống cùng cô tại tòa nhà ở Los Angeles. Giữa tháng 10, Brad Pitt tiến hành kiểm tra về sử dụng chất cấm. Kết quả cho thấy anh âm tính với chất cấm. Anh cũng đã được phán quyết vô tội với cáo buộc tác động vật lý các con. Daily Mail tiết lộ nam diễn viên thật sự khó chịu với cách mà Angelina đẩy mọi chuyện rắc rối như hiện tại. Brad đã sẵn sàng cho cuộc chiến tranh quyền nuôi con. Tháng 6, 2021, Bastien chính thức tốt nghiệp cấp 3 tại một trường tư thục danh tiếng ở Los Angeles, Mỹ. Cô không dự lễ tốt nghiệp vì e ngại trở thành tâm điểm của truyền thông, không chọn nối nghiệp nghệ thuật như bố mẹ đình đám. Bastien chọn cho mình lối đi riêng là lĩnh vực art game, nghệ thuật trong game.